coi có miếng dưa hấu vật giống như không đó. Nó là một năm thôi, năm nay nó sẽ làm khác. Không ai xem chứ anh cậy xem là... Trời nó đẹp kìa, là hoàng trăng khuyết. Đi nhanh nhanh vô nha, để hơi vô tới trong kia thấy hết giờ. Đi đàng hoàng lại coi đi gì kỳ vậy. Ai la có quầy nước kìa ba, uống chi không, nhẫn nhục với ba. Để thôi vô trong kia luôn. Nhẫn nhục như một ly em. Một ly 30 à, ly một ly nhãn nhục, một ly xương sáo. Ủa cái đó hộp é với xong mà đâu phải xương sáo ba. Thì xương sáo đó. Trời ơi, cái muối cam nó bự. Siêu nhỏ luôn. Nên mình chụp nước vô lọ ra một cây cho lấy nước trong đó. Để thường mua ly 15.000, em mua ly 30.000. Em nhãn nhục cho chị cái nha. À đúng rồi. Cái ly khổng lồ luôn. Khởi đi con, khởi đậy đi. Có cái bịch. Một cái bịch thôi. Đây đưa cái bịch cho anh. Ủa chồng cầm đi giờ mới ăn được. Ông nội này ông bán mắc 30.000. Ông dám múc đầy ly cho người ta nữa. Có nhiêu à. Đi con, đi hay cho con uống đi. Đi nhìn mẹ nè. Sao vậy?
dây đường sắt nè. Hết khu ẩm thực, giờ tới đường sắt. Thôi năm nay là tích hợp năm rồi làm đường sách hoành tráng quá. Không, vô đây nó phải thế má chứ. Ủa hồi năm ngoái mình đi là vô cái chỗ kia bán à, nó rẻ hơn mà. Nhớ không, lúc mà mình ngồi ở dưới chỗ kia mình mua bánh bò nè, vậy à, mấy chục hả? Chụp mà có mấy cái đèn đó nó sẽ trá lên à, không thấy người. Không thấy người. Chỗ này có xe nha, dẫn con đi. Ủa còn nữa nè. Ủa đi con. Xe có chậm chưa? Đổ à. Dịnh ba lại nghe đi, chỗ này xe không đó. Ờ ta rồi. Có một đứa mang dài trong đó, chút hàng đau chân. Có người cổng. Không. Có người cổng mà lo gì. Đừng hơi vô trong kia tắt 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 phát trực tiếp mới chụp hình được. Đẹp quá. Xin chào. Nhiệt quá.